Kính chào quý khán thính giả đã đến với kênh Định Cư và Cuộc Sống ở Canada. Thưa quý vị, sau khi mà bà Ngân đưa ra cái thông tin rằng là bà chỉ coi bác sĩ Trần như là một người cha hoặc như một người anh nuôi thôi, thì có rất nhiều quý khán thính giả nói rằng như vậy thì trong câu chuyện tình Tây Tư này bây giờ chỉ còn lại cuộc tình Tây Ba mà thôi. Bởi vì bác sĩ Trần từ nay trở đi sẽ trở thành một người ngoài cuộc có rất nhiều bạn đang thắc mắc cái câu hỏi lý do mà tại sao bà Ngân lại đưa ra một cái quyết định sớm sủa như vậy. Trước đây chỉ ít ngày thôi bà Ngân đã từng tuyên bố rằng khi mà bà sinh đẻ em bé xong thì bà mới quyết định à, đưa ra một cái quyết định rằng lấy bác sĩ Trần hay là lấy sinh viên Hùng. Trong khi đó chỉ được uh, tuyên bố được một vài ngày thì bà lại uh, uh, chuyển sang uh, một cái quyết định khác rằng là coi bác sĩ Trần chỉ là một như là một người cha hoặc là một người anh chứ không có thể nào đi vượt qua cái giới hạn đó. Thì ở đây có rất nhiều bạn đã thắc mắc là tại sao bà lại thay đổi cái quyết định này? Thì như các bạn vừa biết được rằng ở trong mấy hôm vừa rồi, khi mà ông Ninh, cha của sinh viên Hùng đi lên trên nhà bác Thảo Nguyên thì chính ở nhà là bà Ngân đã đưa ra một cái quyết định rằng là muốn trở về Việt Nam để sinh em bé và bà Ngân đã có cuộc nói chuyện với mẹ của sinh viên Hùng các bạn biết rằng hai người đàn bà này trước đây đã có những mâu thuẫn xung khắc xảy ra, nó là tương đối lớn và mình thì mình thì nghĩ rằng là khó có thể hàn gắn lại với, được với nhau. Tuy nhiên bây giờ họ đã có một tiếng nói chung và đây là một điều đáng mừng cho cái trong cái câu chuyện này. Và mình có suy nghĩ rằng chính vì cái lý do mà khi mà nói chuyện với mẹ sinh viên Hùng và muốn trở về Việt Nam sinh em bé thì bà Ngân mới đưa ra một cái quyết định sớm như vậy nói rằng uh, với bác sĩ Trần là không thể đi xa hơn ngoài cái chuyện coi nhau như tình anh em hoặc coi nhau như tình cha con vậy. Cái điều này cũng để chứng minh cho phía gia gia đình nhà Hùng biết rằng uh, lòng dạ của bà, con tim của bà đã hướng hết về sinh viên Hùng rồi và bà muốn trở thành con dâu của uh, bố mẹ sinh viên Hùng đây là điều rất thực tế mà ai chịu khó suy nghĩ một chút thôi là cũng có thể nhìn ra lý do tại sao bà ngân lại vội vàng tuyên bố với cái lời nói với bác sĩ trần như vậy mặc dù bác sĩ trần đang ở trung quốc đây cũng là một cái vấn đề mà mình nghĩ rằng nếu có khi bác sĩ trần áp sát mục tiêu mà bác không ở trung quốc mà bác vẫn đang ở canada thì có khi bà ngân lại không thể nói được ra mồm bởi vì lý do tại sao bởi vì từ xưa đến giờ xét theo tính cách của cô em gái này mình thấy rằng cô ấy chỉ có trả lời những những người khác những cái câu hỏi khó hỏi là họ là bà ấy chỉ sử dụng bằng những cái hành động mà thôi có rất nhiều người uh, ban đầu là rất là khó chịu về cái tính cách của bà ngân có nghĩa là khi không biết ý của bà ấy sao nhiều người nói rằng là bà lại cứ ỡm ở ỡm ở nhưng mà đây là tính cách khôn ngoan mà người ta nói rằng là như là nửa trường đấy các cụ nhà ta vẫn nói rằng người khôn thì ăn nói nửa chừng để cho người dạy nửa nừng nửa, nửa, nửa mừng nửa no đúng không các bạn Cho nên là bà ngân ở cái mẫu người như vậy vài qua trong câu chuyện này thì mình thấy rằng à, bà bà ngân đã biết lợi dụng cái cơ hội bác sĩ trần đi xa và chính là đây là cái cơ hội để bà thổ lộ cái vấn đề đó để như một lời nhắn tin đến bác sĩ trần rằng là trái tim của bà đã dành tất cả cho sinh viên hùng rồi khi mà bà ngân đã quyết định đưa ra những cái quyết định như vậy thì có rất nhiều bạn lại quay ngược trở lại câu hỏi tại sao trước đây bà đi xem tử vi và bà đã tin vào ông thầy bà đã khẳng định rằng ông thầy đó xem rất chuẩn trước đây mà khi mà bà và người chồng cũ lấy nhau thì hai người đều nghèo và ông thầy đó đã phán một câu xanh dần rằng nếu hai người lấy nhau thì sẽ trở thành như là, là triệu phú còn thì khơi khổ về cái đường con cái và bà ấy thấy rằng rất là đúng Và lần này thì bà ấy đi, đi xem bói tiếp Thì ông thầy đã phán rằng Nếu lấy bác sĩ Trần thì hai người sẽ hợp nhau Sống với nhau hạnh phúc Và thậm chí có cả còn có con với nhau Còn nếu sống với cậu Hùng Thì cậu Hùng sẽ phải chết non Vậy thì tại sao bây giờ bà lại thay đổi quyết định Một cách nhanh chóng như vậy Và không lấy bác sĩ Trần Mà lại đi vẫn quyết định theo đuổi cậu sinh viên kia đây là một vấn đề mình bản thân mình cũng thực sự thấy khó hiểu không biết bởi vì những người á mà mê tín dị đoan á dù có mà xét đánh ngang tay họ cũng không bao giờ thay đổi cái suy nghĩ của họ bởi vì họ tin lắm họ mê lắm và mình đã từng nói thật ra trong gia đình nhà mình cũng có có người như vậy và khi mà được mình khuyên giải thì người ta lại lấy cái thế lực của cái bề trên để áp đặt là không muốn nghe mình nói chuyện nữa cho nên là mình hiểu rằng là uh, những người mà đã tin vào bói toán họ rất có khó có thể thay đổi cái suy nghĩ của mình vậy bà bà Ngân chỉ trong một thời gian ngắn thôi đã thay đổi cái quyết định không lấy bác sĩ Trần nữa thì trong vấn đề này chỉ có một cái cách giải thích rằng có thể bà đã nghe rất nhiều những cái lời bình luận của quý khán thính giả ở trên mạng xã hội và nói rằng là không lên tin vào mê tín dị đoan và những cái ông thầy đó có thể rằng là đã hợp tác trước cùng bác sĩ Trần đưa ra một lời nói như vậy để để mà nói tốt cho bác sĩ Trần để bà, để bà Ngân đã quyết định lấy bác sĩ Trần làm chồng. Đại khái nó là như vậy thì bây giờ làm gì có cách giải quyết tức là để mà chứng minh cái vấn đề mà tại sao bà ngân thay đổi ý nghĩ đó đúng ạ. Trong cái câu chuyện mà bà ngân muốn trở về Việt Nam sinh em bé thì cũng có những cái bạn đưa ra cái suy nghĩ rằng chắc chắn là bà ngân này sợ bác sĩ Trần quấy rối cho nên là muốn về Việt Nam để trốn chạy bác sĩ Trần, bởi vì bạn ấy suy ra rằng nếu bạn ấy nằm trong hoàn cảnh của bà ngân thì bạn ấy cũng sẽ à, xử lý cái tình huống theo cái cách như vậy có nghĩa người ta không uh, không tiện lời để từ chối cái lời của bác sĩ trần đúng không ngỏ lời cầu hôn rồi suốt ngày bám người ta không tiện lời để nói những lời phũ phàng bởi vì sao bởi vì bác sĩ trần trước đó đã từng là ân nhân cứu bà, nhân, uh, cứu bà ngân bởi vì đã chữa bệnh cho bà ngân mà và người ta là bác sĩ đã giúp mình như vậy thì làm sao bây giờ có thể có những cái lời mà phũ phàng để có những khước từ tình ông ấy được cho nên là cái cách trốn chạy ông ấy về việt nam sinh em bé là cái cách trốn chạy và đã có những bạn nghĩ rằng nếu nằm trong hoàn cảnh đó thì người ta cũng sẽ về việt nam để trốn chạy cái tình cảnh là uh, tránh để bác sĩ trần tiếp cận nhiều và để quấy nhiễu nhiều Tất nhiên những cái lời bình luận này mình sẽ không đưa ra một cái lời phán quyết rằng là ai bình luận đúng, ai bình luận sai. Bởi có rất nhiều quý khán thính giả cũng đã đóng góp với mình rằng là uh, anh cứ dẫn chuyện và không lên rằng là uh, bênh người này, bênh người kia. Bởi vì cái công việc của anh là dẫn dắt câu chuyện. Còn thì anh nằm dâu chăm họ sẽ không bao giờ vừa lòng được tất cả mọi người. Sẽ có người nói anh thế nọ thế kia. Và mình cũng sẽ không bình luận rằng uh, cái lời bình luận đó của bạn này là đúng hay cái lời bình luận của bạn kia là sai. Vâng thưa quý vị và các bạn, trong câu chuyện mà bà Ngân quyết định muốn trở về Việt Nam sinh em bé thì nó còn có một nguyên nhân khác nữa mà nguyên nhân này thì mình mới biết được à, tức là mình đã chưa tiết lộ trong cái video trước. Có lẽ là mình đã quên nhưng đến hôm nay mình sẽ nói cho các bạn biết rằng nguyên nhân này cũng khá là một cái nguyên nhân cơ bản để khiến bà Ngân có thể đi đến cái quyết định trở về Việt Nam cùng với người cha chồng của mình. Các bạn biết rằng trong À, một vài ngày qua thì bà Ngân đã liên lạc với mẹ của cậu sinh viên Hùng và mẹ của sinh viên Hùng đã nói với người chồng của mình trước đó rằng ông trở về Việt Nam thì phải đưa cả con dâu tương lai trở về đúng không? ạ Đây là một như một cái lời mệnh lệnh vậy và muốn bà Ngân trở về Việt Nam sinh em bé à, muốn cùng nhau về như vậy và cả gia đình họp lại với nhau thì như các bạn biết rằng trong tình trạng này thì ông Linh rất là khó nói đúng không? Rất là khó mở mồm bởi vì sao? con trai của mình thì đang nó phản đối kịch liệt là không cho có như bà ngân về việt nam để sinh em bé trong khi đó thì mẹ thì lại bắt coi như là bố của mình là mang con dâu tương lai trở về việt nam ông linh rất là khó nói bởi vì sao bởi vì trước đây ông đã có những cái lỗi với sinh viên hùng bởi vì từ ngày sang Canada, ông chưa bao giờ có một lời động viên, con cái là cố gắng học hành cho nó giỏi rồi thế nọ thế kia, làm sao đó tức là dùng những cái từ ngon ngọt để nói chuyện với con trai của mình, nói chuyện phân phải trái mà ông chỉ dùng cái sức uh, cái quyền làm cha của mình để áp đặt lên con trai thôi. Đây là cái điều mà mình trước đây mình đã từng lên án rằng là uh, trong gia đình nhà cậu Hùng thì tính cách của ông Linh này vẫn còn hơi bảo thủ, tức là vẫn có cái tính cách gia trưởng một chút. Và điều này thì mình đã nói từ trước rồi trên là ông Linh cũng thấy có lỗi trong cái đợt vừa rồi mà khi mà cậu sinh viên Hùng này ra đi Các bạn biết rằng đã có lúc ông Linh đã nói rằng là tôi có thể chết thay cho con trai tôi Chỉ cần con trai tôi trở về được an toàn thôi Đó là cái thời điểm mà có nhiều nguồn tin Và có những tin nhắn và lời đe dọa rằng là cậu Hùng có thể sẽ bị chết bởi vì cậu ta là đã bị bắt cóc và đưa vào khu vực cái trồng cái cây cần sa kia và bị bắt tống tiền ở trong đó thì lúc đó ông linh đã khóc và cái nước mắt của người cha thì các bạn biết rằng ít khi mà những người đàn ông đã phải rơi nước mắt và khi người ta rơi nước mắt là khi đó là đã đến cái sự tột cùng của sự khổ đau rồi cho nên là ông ấy mới đau khổ như vậy và ông thấy ông ấy thấy rằng đó là một lỗi lầm thì bây giờ mới mắc một lỗi lầm xong và bây giờ khi thấy con nó trở lại được rồi an toàn rồi có một cái cuộc sống tốt rồi mà bây giờ con nó không muốn đồng ý để cho coi như là uh, người tình người yêu của nó trở về việt nam sinh em bé mà bây giờ bố mẹ lại làm trái lời con vẫn cứ coi như là áp đặt rằng là mình là cha là mẹ nói gì thì con phải nghe đó để đưa bà ngân về việt nam bằng được thì chắc chắn rằng uh, cái câu chuyện trong gia đình nhà cậu hùng sẽ uh, có những cái dạng nứt chắc chắn là như vậy bởi vì cậu hùng và cha mẹ sẽ có một cuộc khắc khẩu với nhau và đó chính là cái sự rất là khó xử của ông linh người việt nam ta vẫn có cái câu nói như là lệnh ông thì không bằng còng bà có nghĩa là lời nói của người vợ bao giờ luận có giá trị còn thì cái lời uh, nói của ông chồng không thấm vào đâu cả cho là bà dung uh, mẹ của sinh viên hùng đã ra lệnh cho ông linh là bây giờ ông về phải làm là ông phải mang con dâu về đây để ra sinh đẻ ở đây tuy nhiên còn một cái khía cạnh khác mà bây giờ mình mới tiết lộ cho các bạn biết trong ngày hôm qua mà các bạn biết rằng trong cái cuộc mà bà Ngân gọi mọi người đến ăn bữa cơm thân thiện với gia đình á thì mọi người ban đầu cũng chỉ hiểu đơn giản rằng là nào, à để mà ông Đinh trở về từ cái chỗ gia đình nhà bác Thảo Nguyên để báo tin mừng với sinh viên Hùng vẫn học giỏi vẫn an toàn à, tất cả mọi điều đều tốt đẹp đúng không ạ nhưng thực chất là bà Ngân muốn thông qua mọi người để xem cái ý kiến của mọi người có ủng hộ mình trong cái chuyện trở về Việt Nam sinh em bé hay không và ngày hôm qua thì mình cũng đã nói rồi mình rất bất ngờ bởi vì hầu như tất cả mọi người đều có mặt ở đó đều muốn bà Ngân trở về Việt Nam sinh em bé không biết rằng là tại sao nó lại là như vậy hay là mọi người có khác quan điểm với mình thì mình không biết bản thân mình thì giữ vẫn quan điểm là mình thực sự nếu mà Um, trong cái tình cảnh này thì mình không thích bà ngân về Việt Nam bởi vì sao? Bởi vì có rất nhiều vấn đề mà mình lo no cho bà ấy Thứ nhất là danh người ta nói danh không chính thì ngôn chưa thuận được. Có nghĩa là cậu cậu sinh viên Hùng và bà ngân này chưa chưa làm đăng ký kết hôn, đúng không ạ? thế bây giờ bà Ngân trở về đó sinh em bé thì với danh nghĩa gì và bà Ngân sẽ chịu rất nhiều những lời chỉ trích của hàng xóm của mọi người ở bên phía Việt Nam và trước cái sức trước những cái mà áp lực như vậy thì không biết bà Ngân sẽ ra sao đó cũng là một vấn đề còn mình chưa nói cái thời tiết hoặc cái uh, cái nền y tế ở Việt Nam ra sao ra sao hết và một khía cạnh khác nữa mà mình quan tâm có nghĩa là nếu bà Ngân làm như vậy thì không khác gì coi như là À, bằng một cách ngầm ngấm ngầm để đánh bật tám trang ra khỏi cái cuộc tình này và mình rất thương cái cô bé tên là tám trang đó đấy là hai cái vấn đề chính mà mình nghĩ tới thôi tất nhiên là mình sẽ không bao giờ mình nói em ngân ơi anh phản đối em không bao giờ có chuyện vậy đây chỉ là cái vấn đề mà mình ở trong suy nghĩ của mình như vậy thì ở đây các bạn biết rằng là hầu như mọi người đều đồng ý ủng hộ bà ngân trở về việt nam thì uh, mình chỉ có một cái suy nghĩ khi mà đến ăn bữa cơm đó thì mình thấy như vậy thì mình chỉ có một suy nghĩ như này chủ nhà người ta đã mời mình đến đây và khi ăn cơm của người ta các thứ thì uh, dù cái người kia không muốn chăng nữa thì người ta vẫn ủng hộ cái ý đó của bà ngân lúc đó thì mình suy nghĩ như vậy uh, nhưng đến bây giờ thì mình lại có những suy nghĩ khác tất nhiên là mình không thể nói được bởi vì khi nói ra thì sẽ có thể sẽ khiến rất nhiều quý khán thính giả không bằng lòng theo cái cách suy nghĩ của mình nhưng trong câu chuyện này có một chi tiết khác mà mình muốn gửi tới quý khán thính giả. Đây cũng chính là một trong những lý do mà bà Ngân muốn trở về Việt Nam. Các bạn biết rằng mình trong video trước mình đã nói ngày 16 tháng 3 này là một cái ngày trọng đại đối với gia đình nhà bác Ngọc đang ở Thác nước Lia Gara. Vâng, vợ chồng bác Ngọc đã sang bên Canada đưa cả hai vợ chồng và hai đứa con tức là cả gia đình sang bên này định cư ở tại đây và đang mở những cái nhà hàng ăn ở trên đó. Và các bạn biết rằng là ngày 16 này là cưới đứa con gái thứ hai của bác ấy. À, thì coi như là lấy một anh chàng người ấn độ và bác ngọc là mời tất cả mọi người thì trong buổi hôm qua bác ngọc biết mọi người đã tụ tập ở nhà bà ngân thì đã gọi một cuộc điện thoại trực tiếp ở đó lúc mà mọi người chuẩn bị ra về rồi thì bác ngọc mới có thời gian để gọi bởi các bạn biết rằng vào ngày hôm qua thứ bảy chủ nhật ở đây nó rất là đông khách những nhà hàng là họ sẽ rất là đông khách bận rộn trong cái ngày thứ bảy chủ nhật thì bác Ngọc đã gọi một cái điện thoại và cái nguyên văn của bác nói rằng là à, tôi sẽ không viết thiệp mời và tôi không đi đến từng gia đình của uh, các anh chị và những người bạn bè ở, ở dưới tôn tôn tôi đó bởi vì tôi rất bận là một nhưng cái vấn đề chính là tôi coi tất cả những người ở đây đều là những người thân trong gia đình nhà mình rồi cho nên là không phải khách sáo không phải viết thiệp mời không phải coi như đến tận gia đình theo những cái uh, theo những cái nghi lễ như ở Việt Nam đó. Còn thì nếu là khách khứa thì tôi sẽ có giấy mời đến từng người từng người. Còn những người thân thì tôi chỉ là mời bằng mồm thôi và mọi người hiểu được cái tính tôi và mong rằng mọi người đừng có ai nữa hẹn, đừng có ai không đến. Nếu không đến là thôi, đừng có quan hệ với nhau nữa. Tính của bác học cũng rất là thẳng thắn. Bác từng là một quan chức Việt Nam mà bác nói đâu ở đó và có rất là có uy tín. Thì trong cái câu chuyện mà bà Ngân thổ lộ vấn đề trở về Việt Nam ấy um, thì bác Ngọc ở đây là mới sang từ Việt Nam sang 4 năm đúng không ạ? Mà bác Ngọc mình không hiểu thế nào là vợ chồng bác Ngọc là hoàn toàn ủng hộ bà Ngân trong cái vấn đề về Việt Nam uh, để sinh con uh, Trong cái câu chuyện này thì mình đặt ra một câu hỏi Không biết tại sao vợ chồng bác Ngọc lại ủng hộ bà Ngân nhiệt tình như vậy Bởi vì chính gia đình nhà bác giàu có như vậy ở Việt Nam Mà lại còn, còn chạy sang bên Canada để định cư sinh sống Mà bây giờ lại muốn bà Ngân trở về Việt Nam Bởi tại sao mình nói câu này Bởi vì cái ý của bác Ngọc nó còn ở phía sau rất nhiều các bạn biết bác Ngọc nói chuyện với bà Ngân như thế nào không? Khi đấy thì tất cả mọi người đều nghe Tại sao trong câu chuyện này mình mình nói là đây có thể là một cái lý do chính khiến bà Ngân muốn trở về Việt tam sinh em bé Cái lý do ở đây mà bác Ngọc đưa ra là ổ nếu mà cô em Ngân trở về Hải Phòng thì nó quá tuyệt vời. Đây là một vùng biển nổi tiếng ở phía Bắc, miền Bắc Việt Nam và phong cảnh nó rất đẹp. Và nếu em có về đấy thì mà trong thời gian sinh em bé và để em bé cứng cáp mới trở lại Canada thì theo cách tính của bác Ngọc cũng là khoảng 7-8 tháng. Bởi bây giờ bà Ngân mới bước sang tức là tháng thứ 5, mang bầu tháng thứ 5 thôi thì phải 4 tháng nữa bà ấy mới sinh. Mà bây giờ đang là tháng 3 thì ít nhất là tháng 7 cho đến đầu tháng 8 bà Ngân mới sinh em bé đúng không ạ? thì trong thời gian sinh em bé xong thì phải ở lại đó mấy tháng cho em bé cứng cáp mới đi về thì bác học bác vẽ ra một cái, cái ý tưởng rằng là bà ngon bà ngân nên xây một cái mua một cái mảnh đất ở ở cái khu vực mà đồ sơn thuộc cái khu vực mà tắm biển nghỉ mát đó đồ sơn hay gì đó mình cũng thực sự là mình có đến đến đồ sơn một lần nhưng mình không nhớ đồ sơn 2 đồ sơn 1 bởi vì nó quá nhiều năm nay và vào cái thời điểm đó thì khu vực biển đồ sơn nó nó vẫn còn hoang sơ lắm nó không chắc là nó không đẹp như bây giờ mình chưa đến cho nên mình không biết nhưng mà theo như lời bác ngọc nói rằng nếu mà uh, bà ngân về đó mà lại xây dựng một cái nhà hàng ăn á và mình ăn nghỉ luôn ở đó và xây dựng một nhà hàng ăn để bán những cái đồ biển đặc sản để coi như là uh, mở những cái khách sạn như vậy để cho những cái khách đến đó du lịch khách ở xa đến du lịch họ ngủ nghỉ luôn tại đó để kinh doanh cái đó thì nó là tuyệt vời nếu mà làm hàng ăn, hàng ăn nữa được thì tốt mà không làm hàng ăn thì chỉ cho họ thuê ngủ nghỉ thôi cũng là một cách kinh doanh ở đây thì ý của bác, uh, bác ngọc không phải là nói bà ngân là kinh doanh mà ý rằng là khi xây một cái căn biệt thự như vậy thì là để mùa đông tức là tránh mùa đông ở bên Canada các bạn biết rằng là ở bên Canada này 6 tháng mùa đông nó rất là rét rất là lạnh bởi vậy hầu như những người có tuổi ở bên này và có tiền thì cứ đến mùa đông ở Canada là họ chạy về Việt Nam ít nhất là từ 4 đến 6 tháng họ sống ở Việt Nam trong khoảng thời gian đó và đến mùa đầu mùa hè họ đã bắt đầu từ Việt Nam sang bên Canada làm ăn sinh sống có nghĩa là sao có nghĩa là ý của bác ngọc nói rằng có một căn nhà để mà tránh mùa đông ở canada đấy nó là như vậy còn thì gia đình nhà cậu hùng mình không biết là nhà cửa nó như thế nào nhưng mà chắc chắn là bà ngân sẽ không ở đó nó sẽ, sẽ không thoải mái rồi bởi vì gia đình nhà cậu ấy nghèo mà trong thành phố thì chắc các bạn biết rằng nhà trong thành phố không bao giờ rộng rãi được đúng không ạ nhà đã nghèo mà ở thì bà ngân đang quen sống ở những nơi biệt thự xa hoa như vậy thì làm sao người ta ở thế nó hợp được Chết nào, ý của bác Ngọc là nếu mà có tiền mua luôn một cái khách sạn của một cái người nào đó bán lại thì ok, còn nếu không thì lên mua đất và xây dựng một cái khách sạn và chính để cho ông Linh làm cái công việc là phụ trách cái những cái việc xây dựng như vậy. Bởi vì chính ông Linh là đang đi sửa xe máy, mình cứ gọi là thất nghiệp đi. Bởi thời buổi bây giờ các bạn biết rằng là sửa xe máy rất ít người sửa bởi vì họ toàn mua những xe tốt là một cái thứ hai nếu bị thủng xăm thủng lốp là họ có thể là thay vứt cái xăm đó đi họ thay cái mới luôn và họ có cái dán hầu như không cần phải đến cái người thợ sửa nữa cái người thợ sửa thực sự đến bây giờ nói xin lỗi bởi những người thợ sửa xe ở việt nam bây giờ có khi là không đi làm cả ngày không đủ thuốc lá mà hút đừng nói là nuôi sống bản thân cho nên là công việc đó là công việc nó không kiếm được tiền thế thì thay vì cái công việc đó thì bà ngân Uh, mua một mảnh đất và xây dựng một cái căn biệt thự chẳng hạn thì là trong cái thời gian đó chính ông Linh là cái người quản lý cái công trình đó và bà Ngân trong thời gian đó sinh đẻ và đến hàng năm thì mùa hè bà Ngân uh, sẽ cùng Hùng sẽ bay từ Canada trở về Việt Nam để coi như tránh dẹp, tránh cái mùa đông ở bên Canada. Vâng thưa quý vị và các bạn. À, vợ chồng bác ngọc vốn dĩ chỉ là một ngày xưa chỉ là một quan chức việt nam nhưng khi sang bên đây rồi thì bây giờ lại trở thành một nhà kinh doanh nổi tiếng có nghĩa là trong đầu óc của bác ấy là có cái máu về kinh doanh cho nên là bác ấy đã có cái ý tưởng mà xây căn biệt thự rồi thì để cho người ta ngủ nghỉ để gọi là khách sạn để cho người ta ngủ để lấy tiền đấy hoặc là bán hàng ăn cũng như là hiện tại bác ấy đang làm ở thác lương liên ra thì nó là đương nhiên rồi và khi bác nói ra cái câu chuyện này á cái ý tưởng của bác bác kể chuyện bác nói rất là hăng say có nghĩa là người ngoài cuộc nghe thấy mê nó mê liền và mình cũng thấy rằng là đúng là người ta có tiền người ta có những cái đầu óc tưởng tượng rất là tốt trong việc kinh doanh để kiếm tiền. Còn những người không có tiền thì bởi vì mình không có đó kinh doanh, trên là nó nó khác nhau hoàn toàn. Và khi mà bác ngọc bác nói như vậy thì bà ngân thích lắm. Các bạn không biết được là nếu các bạn ở đó sẽ nhìn cái khuôn mặt của bà ngân dạng dỡ lắm, rất là vui mừng. Và tất nhiên những người bên cạnh chắc là họ ủng hộ bà ngân rồi thì ai cũng không uh, giấu được cái niềm vui. Ồ oh, như thế thì tốt quá rồi thế là tự nhiên là về đó tránh rét tránh mùa đông uh, con cháu của mình coi như là uh, đứa nào kể cả sau này ở canada nó thích về việt nam sinh sống nó vẫn về các bạn biết rằng ở, ở việt nam bây giờ coi như là cũng um, rất nhiều những người nước ngoài về việt nam kinh doanh rất nhiều những việt kiều thì bà ngân cũng có thể là làm được việc đó chứ đâu có gì nó khó đâu đúng không ạ và đây chính là một trong những lý do mình nghĩ rằng đây là một trong những lý do mà bà Ngân muốn về Việt Nam sinh em bé các bạn ạ. Thì điều này thì thật sự ra nó chỉ còn mỗi một cái khúc mắc là sinh viên Hùng không muốn bà Ngân về Việt Nam. Thì câu chuyện này chắc chắn là nó sẽ gặp rắc rối Bây giờ nếu bà Ngân mà muốn được việc tất cả thì phải gặp sinh viên Hùng. Mà hiện tại thì sinh viên Hùng đã quyết định là không cả sử dụng điện thoại nữa. Cậu ta coi như không muốn dùng email, không muốn ai gọi đến quấy rầy mình nữa. Và nếu mọi người muốn làm gì nói gì đến cậu ấy hoặc có cái gì thật quan trọng hãy nói. Bà nói thì đều thông qua bố mẹ nuôi, có nghĩa là thông qua à, vợ chồng bác Thảo Nguyên. Cho nên là bà Ngân bây giờ không thể trực tiếp nói chuyện với sinh viên Hùng. Và chính vì cái vấn đề này sẽ không biết được là hùng sẽ cư xử như nào nếu bà ngân quyết định về việt nam vâng thưa quý vị và các bạn liên quan tới câu chuyện này thì một bà tên là thanh uh, thạch Ni mình không biết chính xác tên nhưng đại khái là như vậy bà xưng với tám trang xưng là bà thì chắc chắn là bà đã nhiều tuổi rồi và bà đã ủng hộ cái cuộc tình của sinh viên hùng với quý bà ngân à, chính vì vậy bà đưa ra những cái lời bình luận như này mặc dù cái lời bình luận này à, từ ngữ nó không được uh, xuân sẻ cho lắm nhưng mình sẽ cố gắng đọc để cho nó sát cái nghĩa à, theo tôi nó quay đi quay bung sung quá cháu trang bà hỏi cháu giờ có người nhảy vào lấy đi bố của cháu để cháu và mẹ cháu thiếu chồng thiếu cha thì cháu sẽ tính sao còn bác sĩ nếu ngược lại vào trường hợp ông thì ông có để yên uh, ông con không mất mẹ còn bà ngân nên để đứa con ra đời có đủ cả bố lẫn tất cả sống thỏa thoả, thoải mái đi không lên nan man nữa để cho cháu hùng yên tâm học vì cháu hùng muốn vậy cháu tám trang và bác sĩ đừng tham lam làm gì vì tám trang với tài ba học giỏi sao không lấy được người tốt như hùng có khi còn tốt hơn bác sĩ đã có con nhảy vào làm gì còn ông rút tám trang có phải của ông đâu theo tôi ông hãy tự tự rút ra đi đừng tham nữa vì ông hãy nói không thật lòng còn hãy tập trung vào cho việc học xong lấy chăm sóc vợ con mình Uh, gieo quả nào thì gặp quả ấy Hạnh phúc của mình là chính tôi Nhờ anh chủ Youtube khuyên cho bác sĩ Trần và Tám Trang Hãy im đi để cho uh, Ngân yên tâm an dưỡng thai Và cho Hùng yên tâm học uh, Và Hùng quyết định không lên đưa uh, ra trang Có gì kết thúc mà không ở đây Vâng thưa các bạn mình đọc không hết được uh, Bởi vì uh, chữ là viết nó 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 không ra câu văn mình xin lỗi bà Thanh Ni vâng đây ý của bà ấy muốn ủng hộ cậu sinh viên Hùng à, cho nên là có những lời khuyên bác sĩ Trần và khuyên Tám Trang thứ nhất là bà đưa ra câu hỏi nếu bây giờ mà có một người đàn bà khác mà nào đó nhảy vào trong cái cuộc sống gia đình của nhà Tám Trang chẳng hạn như là cướp đi người chồng người cha à, có nghĩa là người ấy tức là lấy lấy cha của Tám Trang làm chồng cho nên là mẹ của tám trang sẽ không có chồng nữa và tám trang cũng mất đi người cha thì tám trang sẽ nghĩ sao đó là như vậy và cái thứ hai bà cũng khuyên là bác sĩ trần không nên can dự vào cái câu chuyện này bởi vì sinh viên hùng và quý bà ngân đã có con với nhau rồi đừng có tham gia vào câu chuyện này nữa để cậu hùng yên tâm học hành và để người đàn bà tên là ngân kia để yên tâm để dưỡng dưỡng thai nếu hai người có cái lương tâm thì hãy rời xa cậu hùng và bà ngân gia đại khái là bà thạch ni đã đưa ra những lời bình luận như vậy vâng xin cảm ơn bà thạch ni rất rất nhiều và con cũng mong bà và tất cả mọi người có những cái lời bình luận để gửi tới những người trong cuộc để những người trong cuộc có thể đưa ra được những cái quyết định đúng đắn nhất để cho câu chuyện này kết thúc quá hậu nhất vâng thưa quý vị và các bạn bà thạch ni thì khuyên uh, bác sĩ trần và tám trang là những người uh, uh, bỏ qua cái câu chuyện này và để cho hùng và bà ngân yên tâm đi nhưng cũng có nhiều người bình luận nhiều lời bình luận khác nhau và mình lựa những cái bình luận thật hay nhất có ý nghĩa nhất để mà đọc cho gửi tới quý khán thính giả một bạn này tức là lúc nào cũng mình cũng thấy bình luận của bạn rất là ok. Bạn ấy uh, mình không rõ chính xác tên lắm, rất là dài và mình chỉ đọc được mỗi chữ là tích Bạn ấy đưa ra một cái lời bình luận như này. Bác sĩ mưu mô nhưng cũng thuận lợi bởi cả lợi cả bởi không cần tính mưu mô nó vẫn có kết quả tốt đẹp như sau. Hùng đã từng nói chắc như đinh đóng cột rằng tôi sẽ lấy hai người đàn bà mà tôi yêu nhất trong cuộc đời. Tôi không bỏ ai cả dù luật pháp không cho phép Nhưng tôi vẫn giữ quan điểm như vậy Chỉ khi đúng như anh Vương Hoàng rồi Quá đẹp Hai người phụ nữ biết thông cảm san sẻ cho nhau là điều tuyệt vời nhất Cái kết câu chuyện tình rất đẹp Phải nể sinh viên hùng Còn ông bác sĩ Niên Thiên chỉ chờ Cơ hội cặn bã của Ngân tuồn ra để cướp lấy cũng không còn nữa đâu Nhưng mong ông không được làm điều gì trái đạo đức của con người nhé Vâng, cái đoạn sau thì mình không đáng ra mình không nên đọc cái đoạn sau của bạn này. Và đoạn trước thì bạn ấy muốn có một câu chuyện tình kết thúc có hậu. Bạn ấy ví rằng à, trong cái trường hợp như là anh Vương Hoàng vừa lấy hai người vợ thì Việt Nam sang đó thì hai người vợ của anh ấy và anh Vương Hoàng chung sống rất là hạnh phúc mặc dù đó là cuộc tình tay ba đúng không các bạn? Một chồng hai vợ ở luôn trong một uh, một gia đình luôn. Ở trong một uh, căn nhà luôn ở trên tầng 4 nhà mình thôi và bạn này muốn rằng câu chuyện này kết thúc cũng như vậy và bạn ấy đồng cái quan điểm với cậu sinh viên hùng rằng là không bỏ ai trong một trong hai người đàn bà đó nếu nói như bạn ấy thì câu chuyện này nó đã kết thúc có hậu rồi, rồi và tốt rồi đúng không ạ mọi người pháp luật không có pháp luật nào đồng ý cho hùng lấy hai vợ nhưng nếu hai người mà quyết tâm là chẳng hạn như bây giờ tám trang và bà ngân hai người có tiếng nói chung rằng là ở uh, thôi bây giờ thì Ờ, trong cái chuyện này thì chúng ta san sẻ cái tình cảm cho nhau và yêu thương lấy nhau cùng sống chung một nhà cùng hạnh phúc đừng cãi cọ nhau và có chuyện gì hãy nói thẳng thắn với nhau chẳng hạn như vậy thì nó quá là tuyệt vời đúng không các bạn như vậy thì đâu có chuyện gì xảy ra nữa thì câu chuyện nó kết thúc từ lâu lắm rồi đúng không ạ nếu mọi người cùng được yêu thương nhau thì có có gì đâu quan trọng bây giờ là không ai chịu nhường em, nhường ai mà tình yêu thì không có tội không căn cứ tuổi tác không căn cứ bất cứ cái gì cả đã gọi là tình yêu nó không phải là một cái gì đó nó nhất thiết nó có một cái quy tắc gì cả mà đã gọi là tình yêu có nghĩa là nó không biên giới nó không căn cứ tuổi tác và người ta có thể đến với nhau nó bằng tiếng gọi con tim chứ không phải theo một cái định luật bất cứ bất di bất dịch nào đó đúng không ạ cho nên là ở trong cái câu chuyện này nó rất là khó không ai có thể nhường ai bởi vậy nó mới lên chuyện bởi vậy câu chuyện này nó mới kéo dài tuy nhiên à, theo mình nghĩ à, câu chuyện này nó cũng không thể kéo dài được mãi đâu bởi vì cậu sinh vân hùng cũng chỉ có vài tháng nữa thôi là kết thúc năm học và khi đó chắc chắn rằng cậu ấy hoặc bà ngân sẽ là những người đưa ra những cái quyết định cuối cùng để cho câu chuyện này kết thúc xin cảm ơn quý khán thính giả rất rất nhiều đã ủng hộ mình trong suốt những thời gian qua để theo dõi những câu chuyện của mình đưa đến và xin hẹn gặp lại quý khán thính giả và các bạn trong những video sau